Rồi, xin chào anh em, chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục review đồng hồ của Watch Việt Nam. Thì hôm nay mình sẽ tiến hành mở hộp và trên tay cho các bạn cùng chiêm ngưỡng một chiếc đồng hồ đến từ nội địa Nhật Bản. Thì khi mà chúng ta nhắc đến Nhật Bản ấy, thì đa số các bạn sẽ nghĩ đến những cái chiếc đồng hồ của Senco, rồi là Orient, Citizen hay là Casio. Tuy nhiên các bạn cũng lưu ý là thị trường Nhật là một thị trường rất lớn, và bên cạnh những cái nhãn hiệu chúng ta thường thấy, chúng ta cũng sẽ có những nhãn hiệu nó khá là lạ chuyên sản xuất những cái chiếc đồng hồ và bán tại thị trường nội địa Nhật thôi. Ví dụ như cái dòng sản phẩm Kentech mà mình sẽ review cho các bạn ngay bây giờ. Đầu tiên là chúng ta sẽ có một cái bộ hộp đựng cái chiếc đồng hồ này. Để các bạn thấy là nó sẽ được đựng trong một cái hộp bìa các tông màu đen. Đó, và ở bên trên chúng ta có dòng chữ màu bạc Kentech được đặt khá trang trọng ở phía trên. Đây, mình sẽ mở cho các bạn cùng xem. Đây là một cái chiếc đồng hồ qua dùng lướt rồi. Tuy nhiên là nó vẫn đang còn rất đầy đủ hộp sách. Đây là chúng ta có một cái bộ hộp thứ hai đựng là chiếc đồng hồ, một bộ hộp được giả ra. Đầu tiên chúng ta sẽ có rất nhiều sách hướng dẫn, rất nhiều sách và giấy. Ở đây là một bộ giấy hướng dẫn khá là to, toàn là chữ tiếng Nhật. Và các bạn thấy đây, sách hướng dẫn rất là to, mình sẽ để sang một bên. Bên trong này chúng ta có sách nữa. Cái sách này thì đề cập đến những cái bộ máy của chiếc đồng hồ. Cái dòng sản phẩm này thì đa số là nó sử dụng máy của Citizen. Đấy, các bạn thấy là có dòng chữ Miyota đây. Miyota là một công ty con của hãng đồng hồ Citizen Nhật Bản. Đấy, và kèm theo đó chúng ta có cả máy ETA. ETA là một đơn vị máy Thụy Sĩ cũng tương đối chất lượng. Nói chung là đồng hồ mà sử dụng những cái hãng máy này thì chúng ta không phải bàn cãi về chất lượng nữa. Đây là showroom Kentech ở bên Nhật Bản. Đây là thẻ bảo hành toàn cầu, Việt Nam chắc là cũng không bảo hành được. Cất cái bộ hộp này sang một bên. Ở đây chúng ta có một cái bộ hộp thứ hai được làm giả da. Cái bộ hộp này thì nó cũng khá đơn giản thôi. Phần da cũng tương đối là mềm mại và có dòng chữ Kentech màu trắng ở phía trên, và mình sẽ mở cho các bạn xem. Đây là nhân vật chính của chúng ta. Chiếc đồng hồ khá là đẹp. Đấy, và đầu tiên là mình sẽ quay một vòng cho các bạn là cùng quan sát về chiếc đồng hồ này. Chiếc đồng hồ thuộc phiên bản đặc biệt Limited Edition, đã còn trong tình trạng rất tốt và phong cách thiết kế của nó cũng rất là tuyệt vời. Cái ấn tượng đầu tiên mà khi chúng ta quan sát về chiếc đồng hồ này thì các bạn thấy là nó là một chiếc đồng hồ đề mi vàng, và cái mặt số của nó rất là đẹp. Đấy, mặt số có màu nâu đậm gần giống với màu hổ phách, nó đan xen giữa màu nâu, màu vàng, màu trắng. Và khi mà chúng ta nhìn vào, chúng ta sẽ thấy là nó là một chiếc đồng hồ sang trọng khi mà đeo lên cổ tay. Về mặt kích thước thì nó là một chiếc đồng hồ có kích thước rơi vào tầm 40,5 mm, là một kích thước nó cũng khá là dễ đeo trên cổ tay. Tuy nhiên là nó sẽ có một nhược điểm một chút, là cái bộ tay càng này thì nó lại hơi dài các bạn nhé. Bộ tay càng này thì nó lại hơi dài. Cho nên là anh em nào phải có cổ tay trung bình khoảng từ 16,5 như mình trở lên thì đeo chiếc đồng hồ này thì nó mới ok được. Đầu tiên là chúng ta sẽ đi sâu vào phần mặt số của chiếc đồng hồ. Thì ngay khi mà chúng ta nhìn vào mặt số của chiếc đồng hồ này thì các bạn sẽ thấy là nó là một chiếc đồng hồ complication. Nó khá là phức tạp về mặt tính năng. Chúng ta có bao gồm ngày, tháng, thứ và bổ sung thêm đó là tính năng thang báo giữ cót ở ngay góc 12 giờ đây. Nó tạo ra chúng ta một chiếc đồng hồ có phối trí tương đối là phức tạp và rất là đẹp mặt thẩm mỹ. Ở phần mặt trước của chiếc đồng hồ thì chúng ta có một lớp kính song suốt. Đây là lớp kính sapphire và nó có tráng phủ lớp chống phản xạ ánh sáng. Các bạn là khi mà chúng ta nghiêng dưới ánh đèn, các bạn sẽ thấy một chút cái ánh sáng xanh nó hắt lên. Thì đây là cái lớp kính chống phản xạ ánh sáng, nó giúp cho chiếc đồng hồ quan sát dễ hơn khi mà chiếu dưới ánh sáng mạnh hoặc là ánh sáng mặt trời. Cái lớp kính này thì theo mình đánh giá là nó tương đối là chất lượng, không quá dày và cũng không quá mỏng. Cái dòng kính này thì các bạn lưu ý là khi chúng ta muốn biết là dày hay mỏng, chúng ta cứ chiếu dưới bên ánh đèn thì cái ánh sáng trắng thì xung quanh nó sẽ hắt lên, màu xanh càng đậm thì cái lớp kính được tráng phủ càng dày. Cái loại này thì nếu mà gọi là dày nhất thì có hãng Breitling, là có lớp kính trắng phủ lớp chống phản xạ có thể nói là bá đạo nhất trong giới đồng hồ. Ở phần mặt số bên dưới chúng ta có một là mặt số màu nâu đậm
đó, và nó gần như là chuyển sang màu đỏ ở bên dưới máy quay này. Thì các bạn thấy là nó cảm giác nó sẽ hơi có chút nhạt màu, tuy nhiên ở bên ngoài đời thì nó sẽ đậm hơn và nó tạo chúng ta một cảm giác nó sâu màu và nó ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cái phần nâu và nó sẽ kết hợp với những cọc số cũng như là bộ kim màu vàng tạo ra cho chúng ta một chiếc đồng hồ có mặt số rất sang trọng. Mình sẽ phân tích về từng phần cho các bạn xem về cái mặt số này. Đầu tiên là ở bên phần lòng rìa ngoài, các bạn sẽ có những chỉ số, những cọc số này là cọc số nổi và có màu vàng các bạn nhé. Vàng này là màu vàng hồng, rất đẹp và nó phối trí xung quanh mặt số để cho các bạn có thể biết được bây giờ là mấy giờ. Cái chiếc đồng hồ này nó sẽ chia làm 4 góc với 4 ô phụ, kèm theo đó là bộ 3 kim ở trung tâm. Ở phần trung tâm thì chúng ta có một bộ 3 kim, đó là kim giờ, kim phút và kim giây. Kim giờ và kim phút được thiết kế tương đối là to bản, có màu vàng hồng, đồng màu với bộ niềng. Và kèm theo đó là chúng ta có phần dạ quang ở trên bộ kim giờ và phút. Đó, cái bộ dạ quang này thì nó sẽ giúp cho các bạn quan sát được giờ trong đêm tối. Ở đây chúng ta có phần kim giây. Cái phần kim giây này thì nó được cách điệu ở phần đuôi. Đấy, các bạn thấy là ở phần đuôi nó sẽ có logo của hãng đồng hồ Kentech ở đây. Rất độc đáo. Ở vị trí 12 giờ thì các bạn là có một cái thang báo chữ cót. Đây là cái thang báo năng lượng và nó sẽ có khả năng chữ cót khoảng 40 giờ. Các bạn thấy là cái phần thang báo này sẽ được làm bóng và có mạ vàng hồng. Các bạn cũng có thể lên cót bằng tay cho cái thang này lên. Đó, khi mình lên cót bằng tay thì phần kim nó sẽ nhích dần đến vị trí cao nhất, đó là 40 giờ chữ cót. Ở bên dưới chúng ta có dòng chữ Kentech là tên của nhãn hiệu đồng hồ. Ở bên góc 3 giờ và góc 9 giờ đây chúng ta có lịch thứ trong tuần và lịch tháng. Ở bên đây thì chúng ta có một cái ô này là ô lịch các ngày trong tháng. Và bên góc 6 giờ này các bạn có một ô dành cho tính năng 24 giờ. Đó, và tất cả những cái tính năng này thì nó sẽ được điều chỉnh bởi núm điều chỉnh giờ và kèm theo đó là một ô phụ nằm tại góc 2 giờ ở đây. Đó, tương đối là phức tạp về mặt tính năng. Lịch ngày tháng thứ kèm theo đó là tính năng 24 giờ và tính năng thang báo chữ cót. À, có thể nói là trong cái tầm giá mà chỉ trên 10 triệu một chút mà chúng ta có được những cái tính năng này thì đây là có lẽ là một cái chiếc đồng hồ tương đối là tuyệt vời. Tại chân mốc 6 giờ chúng ta có thêm dòng nhữ Made in Japan. Đây là một chiếc đồng hồ được sản xuất tại thị trường nội địa Nhật Bản và cũng chỉ bán ở nội địa Nhật Bản thôi. Nói chung là về phần thiết kế mặt số này thì nó vừa phức tạp nhưng nó vẫn rất là sang trọng. Cái nhược điểm của nó là cái bộ kim này thì cảm giác hơi khó nhìn một chút. Bởi vì là cái bộ kim này nó được cái thiết kế cái màu vàng hồng nó gần giống như cái tông màu của phần mặt số và nó làm khá là bóng. Đấy, cho nên là các bạn nhìn vào sẽ hơi cảm giác nó hơi rối một chút. Tuy nhiên là đối với những cái chiếc đồng hồ mà đa tính năng chúng ta vẫn phải chấp nhận nó như là một cái nhược điểm cố hữu, kể cả những chiếc đồng hồ đắt tiền thì nó cũng như vậy thôi. Đây mình sẽ thử điều chỉnh một chút. Chiếc đồng hồ này nó sẽ có hai nấc các bạn nhé. Các bạn rút nấc đầu tiên lên thì nó sẽ là đồng hồ xoay hai chiều, đó các bạn xoay ngược xuống thì đây là lịch chỉnh các ngày ở trong tuần. Nó chính xác hơn là các thứ trong tuần ở bên góc 9 giờ đây. Đó, các bạn sẽ xoay ngược xuống, nó sẽ di chuyển cái bộ kim. Và khi các bạn xoay ngược lên thì ô lịch các ngày trong tháng sẽ nhảy. Đó, các bạn xoay ngược lên nó sẽ nhảy ở đây. Khi các bạn rút nấc thứ hai ra thì chiếc đồng hồ sẽ ngay lập tức dừng kim giây lại. Đây là chức năng hacking thường dành cho những chiếc đồng hồ tương đối đắt tiền. Đó, và các bạn có thể di chuyển được bộ kim giờ và phút. Đấy, khi các bạn đóng nút vào, chiếc đồng hồ tiếp tục vận hành. Ở bên góc 2 giờ chúng ta có thêm một là cái ô điều chỉnh. Và cái ô điều chỉnh này là các bạn sẽ sử dụng một cái công cụ như mình đang cầm ở trên tay. Đó, khi các bạn là chọc vào đây, đó thì các bạn sẽ điều chỉnh được phần tháng trong năm ở vị trí góc 3 giờ. Đó, các bạn nhấn một lần thì nó sẽ nhảy sang một tháng. Chúng ta có tổng cả 12 tháng ở đây. Và mình cũng lưu ý là khi mà chúng ta rút cái núm này ra thì các bạn sẽ thấy là bên góc 6 giờ cái ô hai báo 24 giờ nó sẽ di chuyển cho biết được là hiện tại đang là ban ngày hay là ban đêm. Đó, các bạn thấy là cái phần bên góc 6 giờ nó sẽ di chuyển ở đây. Đấy, về tổng thể là mình đã giới thiệu toàn bộ cái phần tính năng trên chiếc đồng hồ này, tương đối là phức tạp và
Có thể nói là trong cái tầm giá của nó thì số lượng tính năng cũng khá là nhiều. Chúng ta sẽ đi sang phần thân vỏ. Thì đây là một chiếc đồng hồ có thiết kế theo dạng đề mi vàng. Các bạn thấy là phần đề mi có phần mạ màu vàng hồng, nó kết hợp với phần mặt số rất là tốt. Còn ở bên dưới thì đây là một bộ thân vỏ, nó có thiết kế hơi dày một chút và được làm từ thép trắng. Bộ tay càng khá là dài. Ở phần trên mặt tay càng thì các bạn thấy người ta sẽ đánh phay xước theo chiều dọc, bắt sáng tương đối là tốt. Ở bên hông thì người ta sẽ làm bóng. Đấy, các bạn thấy chúng ta có dòng chữ Kentech ở đây, được in khá là bé ở bên hông bên trái. Lật ra nắp đáy phía sau thì chúng ta có một cái nắp đáy, nó được làm từ thép không gỉ kết hợp với kính sapphire. Nên mình sẽ mở cái phần khóa bấm này ra cho các bạn. Đây là phần nắp đáy của chiếc đồng hồ và các bạn sẽ thấy nó chạy một cỗ máy tự động lên dây cót. Đấy, cái máy này thì như mình đã nói ngay từ đầu, nó là máy của Miyota và mã máy là máy 9100, là một cái cỗ máy tương đối là chất lượng của hãng đồng hồ này. Về cơ bản những cái hãng đồng hồ tại thị trường trên thế giới hiện nay thì kể cả Thụy Sĩ hay Nhật Bản thì không phải hãng đồng hồ nào họ cũng có khả năng tạo ra những cái cỗ máy cho riêng họ. Đấy, cho nên là họ sẽ sản sinh ra cái phương thức là chúng ta đi mua thân vỏ rồi chúng ta mua những cỗ máy của những cái đơn vị chuyên sản xuất máy mà chúng ta ráp vào, và sau đó họ sẽ gắn một cái logo thương hiệu và bán ra thị trường. Cho nên các bạn thấy là có nhiều những chiếc đồng hồ, kể cả đồng hồ Trung Quốc, nhãn hiệu đồng hồ Trung Quốc họ cũng sử dụng cái cỗ máy này của Miyota, bởi vì cái giá thành của nó rất là rẻ nhưng nó vẫn tích hợp trong đó nhiều cái tính năng và cái độ ổn định của nó là thuộc vào mức rất là tốt và chấp nhận được. Đấy, nên mình sẽ zoom sát lại cho các bạn xem. Và cái phần nắp đáy này các bạn thấy là cái dòng chữ 33/88. Đây là một chiếc đồng hồ được sản xuất theo cái phiên bản đặc biệt. Đây là một chiếc đồng hồ số mã số 33 và chỉ có 88 chiếc được sản xuất, Made in Japan Limited Edition Kentech. Chúng ta có cả cái chữ Kentech JP.com. Cái hãng này thì nó cũng tương đối là chu đáo và họ cho cái dòng chữ này để các bạn có thể truy cập vào trang web của họ. Stainless Steel. Chiếc đồng hồ này nó sử dụng một cái nắp đáy vặn. Các bạn có thể quan sát phần máy của nó thì cơ bản cái máy này thì mình cũng có review vài lần rồi. Các bạn xem review của mình các bạn cũng thấy là chúng ta có xuất hiện một vài lần cái cỗ máy này. Cỗ máy về cái phần đằng sau thì nó vẫn là giữ nguyên, có đánh một chút vân ở đây. Còn cơ bản nó vẫn tương đối đơn giản. Phần con vang lên cót thì được cá nhân hóa một chút cho hãng đồng hồ. Các bạn thấy chúng ta có dòng chữ Made in Japan Kentech. Đó, và 26 chân kính. Kèm theo đó là một chút hoa văn ở đây. Và cơ bản thì mình cũng đánh giá tương đối là cao đây cái cỗ máy 9100 của Citizen. Cái dòng máy Miyota thì về cơ bản nó chạy khá là trâu và khỏe, đa tính năng và giá thành lại vừa phải. Cái chiếc đồng hồ sẽ đi kèm với một cái bộ dây da. Cái bộ dây da này thì có một chút xước xác ở đây rồi, nên là một chiếc đồng hồ đã qua sử dụng. Cái dây này nó có một chút xước, các bạn có thể thay dây rất là dễ dàng ở Việt Nam. Và kèm theo đó một là cái bộ khóa bấm nguyên zin của Kentech. Cái khóa này thì chất lượng nó không được tốt lắm, nên mình không thích cái khóa này. Mặc dù cái chiếc đồng hồ các bạn thấy là nó được làm khá là đẹp và trau chuốt, trong cái tầm giá chỉ trên 10 triệu, tuy nhiên là cái bộ khóa này thì nói chung là nó hơi xấu. Khóa này thì nó giống như cái khóa Trung Quốc ở bên ngoài, linh kiện Trung Quốc bên ngoài thôi. Anh em nào mua về thì có lẽ là mình tư vấn là thay cái bộ khóa này đi, để chúng ta sẽ có một chiếc đồng hồ nó hoàn hảo hơn. Đấy, thì về cơ bản là chúng ta có một cái chiếc đồng hồ có những ưu nhược điểm như thế nào. Thứ nhất là chúng ta sẽ có một chiếc đồng hồ đến từ thị trường nội địa Nhật Bản. Nhật Bản là một thị trường nó khá khó tính, cho nên những chiếc đồng hồ đến từ thị trường nội địa có chất lượng phải tương đối tốt trở lên. Thứ hai nữa là chúng ta sẽ có một cái chiếc đồng hồ nó có phong cách thiết kế có thể nói là rất là đẹp, thuộc phiên bản Limited Edition. Đó, độ hoàn thiện của nó rất là chất lượng trong cái tầm giá. Và kèm theo đó là chúng ta có một chiếc đồng hồ với cỗ máy đến từ thương hiệu rất nổi tiếng, đó là thương hiệu nhãn hiệu Citizen. Và cỗ máy này nó có nhiều tính năng, complication, cái số lượng complication nó rất là nhiều. Lịch ngày tháng thứ kèm theo đó là chức năng hacking. Và chúng ta sẽ có thêm một chức năng rất đáng tiền nữa là chức năng thang báo cót. Không có nhiều cái chiếc đồng hồ có giá trên 10 triệu mà lại có nhiều tính năng như kiểu như chiếc đồng hồ này. Còn về cái nhược điểm của chiếc đồng hồ, thứ nhất là đầu tiên là mình phải nói về cỗ máy của Miyota. Cái dòng máy này thì về thông số cơ bản họ nói là có thể tích cót được 40 giờ. Tuy nhiên là trong quá trình sử dụng thực tế của nhiều chiếc đồng hồ với cái cỗ máy của Citizen, là máy Miyota đấy,
thì cái khả năng kiếp tích cóp của nó thì nó không được đảm bảo như hãng công bố. Đó, và thực ra là mình dùng nó giờ vào tầm 1.5 ngày thôi, nó không được đảm bảo hết 100% là 40 giờ. Và thứ hai nữa là chúng ta sẽ có một cái bộ dây cũng như khóa chưa tương xứng với cái chiếc đồng hồ. Cái chiếc đồng hồ này thì trong cái tầm giá hơn 10 triệu thì có thể nói là mình cảm nhận được là nó rất là chất lượng. Có thể nói là vượt trội hơn nhiều so với những cái chiếc đồng hồ Thụy Sĩ cùng tầm giá nhiều chiếc nó không được như cái chiếc này. Đó. Tuy nhiên là cái bộ khóa, bộ dây này thì chất lượng quá kém. Cái bộ khóa này thì có lẽ là khi chúng ta mua chúng ta phải thay cái bộ khóa này đi. Rất là giống hàng chợ. Đấy. Và thứ ba nữa là cái size này thì nó anh em là tay bé thì rất là khó đeo. Đấy thì mình sẽ thử lên tay cho các bạn xem. Đây, cổ tay của mình là 16 năm và đeo vừa khít luôn. Khít luôn các bạn nhé. Cho nên anh em có cổ tay bé hơn thì đeo cái dòng này nó cũng hơi khó. Nói chung là tối thiểu cũng phải 16 thì đeo cái chiếc đồng hồ này mới ok được. Còn tay bé quá thì chịu. Mình sẽ quay một vòng cho các bạn cùng xem cái chiếc đồng hồ này một lần nữa. Cái bản mặt số này thì quay giữa ánh đèn nó không hiện hết lên những cái vẻ đẹp của nó được. Là các bạn cần có điều kiện thì chúng ta sẽ chiêm ngưỡng ở bên ngoài thì nó đẹp hơn. Và trong mức tầm giá này thì mình nghĩ là nó là một chiếc đồng hồ có lựa chọn phải nói là hoàn hảo, không có gì để chê cả. Không có quá nhiều điều để chê trong cái tầm giá này. Rồi, video sẽ chấm dứt ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những video clip lần sau. Các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video clip mới nhất nhé.